Xin chào cả nhà, hôm nay Quyên thì muốn nói nhanh về một sản phẩm của Quyên, đó là sản phẩm về hạ thu thầm mè Sia. Các bạn hay sử dụng hạ thu ô nguyên bản bằng cách là nấu hay là hầm và hãm nước sôi, nên thực chất cái cách đó nó cũng thực sự là không tốt, không loại bỏ được phần độc tính của hạ thu ô. Thứ hai là một số hạ thu ô thì người ta hay sử dụng lưu huỳnh để bảo quản, thì cái cách mà mình hãm hay là cách chế biến để mình mất đi cái lượng lưu huỳnh có trong cái nguyên liệu của mình. Đối với hạ thu ô của Nguyên, đây là cái nhãn hạ thu ô nha. Cứng quá trời ơi. Mình đã bóc tem xong cái sản phẩm của mình. Đối với sản phẩm hạ thu hầm mè Sia, công đoạn đều là thủ công cả. Với sản phẩm mà hạ thu ô hầm mè, nhiên là từ phần nguyên liệu, và Nguyên sẽ cam đoan với các bạn hoàn toàn hạ thu ô đỏ được mình lấy trực tiếp từ nguồn an toàn. Thứ hai là mình cam đoan với các bạn về vấn đề về chế biến. Thứ nhất là mình phải chế biến trong một khoảng thời gian khá dài, tầm khoảng là 9 ngày. Hạ thu ô mình thì được hầm đậu đen xanh lòng, cũng như là mình sẽ kết hợp với các một số vị thuốc như là thuộc địa, mè vừng đen này, thêm mật ong, muối hột. Mật ong trong sản phẩm của Quyên hoàn toàn là mật ong nguyên chất, chứ hoàn không pha đường và cũng không nói quá lên là mật ong rừng. Đầy nha. Cách ăn rất là đơn giản, một ngày, và mình có thể chia làm hai lần, sáng 2 viên và chiều 2 viên. Và cách ăn như thế này ha. Bạn dùng hạt thủ ô mà bạn hãm nước hoặc là bạn nấu lên thì rất đắng. Còn đối với cái sản phẩm hạt thủ ô của mình thì không, hoàn toàn không có vị đắng. Trong một cái hũ hạt thủ ô này mình ăn đều đặn, một ngày 4 đến 5 viên. Và có thể nếu xiên thì chia làm hai lần. Còn nếu các bạn không xiên thì trong một buổi sáng các bạn thức dậy chỉ cần bóc 4 viên bỏ miệng ăn rồi xong, ngay ra cũng ăn liên tục cho Nguyên như vậy. Nó sẽ tiến triển nhanh hơn, cũng như là nó sẽ phát tác cái tác dụng của nó nhanh hơn. Trong một hũ hạ thu như thế này thì bạn có thể ăn được trong tầm khoảng là 1 tháng rưỡi. Nhưng đây thì Nguyên cũng kể một câu chuyện của chính bản thân Nguyên. Đây là tóc của Nguyên nha. Cái phần trước đây của Nguyên á thì gần như là mình sẽ bị hói. Mình sẽ bị hói cái khúc hai bên mái này. Và bây giờ thì tóc cũng đã khá dài ra rồi. Bản thân Nguyên khi mà vào năm lớp 5 thì Nguyên cũng bị một chứng máu xấu và bị bạc cả nửa đầu. Các bạn biết là một đứa con nít chỉ mới tầm khoảng là 10-11 tuổi thôi mà bị bạc nửa đầu thì xấu hổ đến cỡ nào. Thì lúc đó là mẹ Nguyên cũng đã kiên trì giúp cho Nguyên. Lúc mà Nguyên uống hạ thu ô lúc đó thì thực sự rất là đắng, và mình thường xuyên phải bỏ đường vào trong hạ thu ô để cho nó bớt đắng đi cái vị đắng của nó. Và đôi khi bây giờ mình uống lại thực sự là mình sẽ bị ói, chứ mình không thể nào mình ăn được nữa. Nhưng mà ở đây có một sự kỳ diệu, đó là mình uống cái nước hạ thu ô mà có những lần mà mình không thể nào mà mình nuốt nổi ấy, bỏ đổ. Còn nhỏ mà, nhờ mẹ mình đã kiên trì uống trong vòng là 1 năm rưỡi. Mình không nhớ chính xác là bao nhiêu, nhưng mà từ 1 năm rưỡi đến 2 năm. Và khi mình kết thúc uống hạ thu ô, lúc đó là mẹ mình cũng quá nản trong vấn đề là ngày nào cũng nấu nước cho mình uống rồi. Thật sự là khi mà mẹ mình dừng lại á, vì lúc đó là tóc mình đã đen. Từ cái lúc mà mình ngừng hạ thu ô, tóc mình đã đen, và mình gần như là mình không uống hạ thu ô tiếp tục nữa. Đến năm Nguyên 29 tuổi, 28-29 tuổi thì lâu lâu trong tóc của Nguyên nó vẫn có một số tóc bạc thôi. Có nghĩa là 1-2 sợi bạc ra, nhưng mà hầu như là mọi người sẽ không tin Nguyên. Nguyên nói vấn đề là Nguyên bị bạc nguyên cả nửa đầu, khúc từ cái dưới gốc này đến gốc đất này là trắng bóc, giống như là trắng mà lớp lớp luôn á, giống như người già, thật sự không ai tin. Thì đến bây giờ là năm Nguyên 32 tuổi rồi thì thực sự là tóc vẫn bạc chứ, mình đã lớn rồi mà. Thì bây giờ Nguyên đang cố gắng Nguyên ăn lại. Nguyên cũng chia sẻ luôn là ngoài cái vấn đề về tóc thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn về da. Đối với các cô tầm khoảng các cô ở thời kỳ mà tiền mãn kinh hay bị nóng, bị chứng là nóng bất chợt á,
việc sử dụng hệ thu ô mình cũng sẽ kiềm chế bớt đi cái khí nóng trong người mình. Một số bạn có hỏi Quyên là mình uống đến khi nào, mình uống đến chừng nào. Quyên muốn chia sẻ là như cái bản thân của Quyên đã trải qua, thì Quyên đã trải qua là hơn 1.5 năm uống hệ thu ô tác động, và nó có một cái tác động bền bỉ hơn trong vòng 10 năm. Điều này chứng minh được là các bạn cố gắng kiên trì. Tại vì đối với các vị thuốc đông y thì mình chỉ cần một kiên trì trong một thời gian. Và ở đây khi mà Quyên sử dụng lại hệ thu ô, và cũng như mà Quyên giới thiệu cho mọi người uống hệ thu ô ấy, thì hầu như mọi người sẽ nói là trung bình là 2.5 đến 3 tháng là mình đã thấy cái tác dụng của nó rồi. Ví dụ như là hồi xưa thì khi mà Quyên mới uống được tầm khoảng 2 tháng thì tóc nó lên chỏm chỏm tới đây, nhìn thật cười lắm. Sau đó thì uống một thời gian nó thì nó sẽ dài ra, cộng mình sẽ dài ra. Còn về vấn đề bạc tóc ấy, thì nó sẽ có những trường hợp như thế này. Phần tóc bạc của mình, khi mà mình ăn hệ thu ô một thời gian thì phần tóc bạc nó sẽ từ cái chính gần tóc bạc nó sẽ ra cái phần tóc đen. Nhưng mà có một số khách của Quyên khi mà ăn hệ thu ô xong thì thấy tóc đen ra thì có chút xíu đây, mừng quá, nghĩ luôn. Mình cứ nghĩ đây là một ẩm bổ sung, chứ mình không phải là đang uống thuốc, cho nên là cũng đừng sợ cho lắm, nó chỉ là một dạng thuốc bổ thôi. Thì khi mà mình ăn cố gắng đều đặn thì cái hiệu quả mang lại phía sau của mình nó sẽ càng ngày càng dài hơn, và mình càng kiên trì càng đều đặn như thế nào á thì tác dụng của nó sẽ nhanh hơn. Quyên thì tổng hợp lại một số vấn đề mà các bạn cần hỏi Quyên ấy. Còn nếu giả sử như các bạn có một số vấn đề gì mà cần hỏi sâu thêm thì cứ nhắn inbox cho Quyên, hoặc là cái trang của Quyên mình sẽ có hai trang, một là Thực Dưỡng CA và hai là trang Miss Quyên chuyên trị mụn nám facebook.com/thuốc trị mụn nám. Cảm ơn các bạn.